Tiểu sử sự nghiệp của Johnny Đặng Johnny Đặng là người chế tạo niềng giang bọc vàng, kim cương thành công nhất. Ông trở thành nhân vật rất tầm cỡ, có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực làm đẹp bằng phụ kiện này. Doanh nhân gốc Việt có mối quan hệ thân thiết với nhiều tên tuổi nổi tiếng khắp thế giới và từng hợp tác làm trang sức cho Cardi B, Ken West. Thậm chí, ông còn được tạp chí Forbes nhận xét là một người Việt Nam nhập cư tại Mỹ thành công, giàu có ngoài sức tưởng tượng. Johnny Đặng tên thật là Đặng Tuấn, là một doanh nhân người Mỹ gốc Việt, sinh ngày 21 tháng 11 năm 1974 tại Buôn Ma Thuột, xuất thân trong một gia đình nghèo. Thời niên thiếu Johnny theo học nghề hoàn kim, theo lời khuyên của cha. Năm 1987, cha ông rời Việt Nam sang Mỹ, và 9 năm sau đó cả gia đình Johnny cũng rời Việt Nam đến thành phố Houters thuộc ban test sắt theo diện bà lãnh sở hữu chuỗi cửa hàng thời trang nổi tiếng Johnny Dang có sự nghiệp được đánh dấu bởi những sáng tạo của dòng chữ Huris trang sức dành cho răng giúp người thợ hoàn kim gốc Việt nổi tiếng tại Mỹ từ đầu thập niên 2000 Gris được coi là trang sức của những ngôi sao không thể thiếu trong tủ đồ của những nghệ sĩ ca sĩ diễn viên nổi tiếng nhất thế giới Johnny Đặng là một trong số ít người Việt Nam thành công trên đất Mỹ nhờ tài năng và sự tử tế với khách hàng giúp ông chủ tiệm Johnny Đặng trở thành thợ hoàng kim được nhiều người nổi tiếng yêu quý tìm đến. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Justin Bieber, Miley Cyrus, Katy Perry, Madonna đều sử dụng sản phẩm lyrics của Johnny. Trong âm nhạc và văn hóa đại chúng, cái tên Johnny Đặng cũng được nhắc đến nhiều qua những bài hát đình đám của Migos, Gucci Mane. Tạp chí Forbes thậm chí có bài viết để lý giải điều gì khiến một người Việt Nam nhập cư thành danh như vậy. Dù nổi tiếng ở Mỹ nhưng Johnny Đặng luôn hướng về Việt Nam. Trong một cuộc phỏng vấn khi hỏi Johnny Đặng về quê hương, ông nói, tôi rất nhớ và yêu quê hương, đó là nơi tôi sinh ra. Tất cả các bạn nếu có cơ hội, hãy một lần đến Việt Nam để cảm nhận con người và văn hóa nơi đây. Sự nghiệp của ông Hoàng Hoàng Kim Johnny Đặng, từ anh thợ nghèo vươn lên thành vua Hoàng Kim, nổi tiếng ở Mỹ. Sau khi sang Mỹ, Johnny Đặng làm việc tại một cửa hàng sửa chữa thời trang tại trò chơi và có thu nhập khoảng 100 USD một tháng. Tuy nhiên, Johnny Đặng nhận ra có nhiều khác biệt giữa cách chế tác và các mẫu trang sức ở Mỹ với những gì được học ở Việt Nam. Theo ông, phần lớn đồ trang sức ở Việt Nam và châu Á thường được chế tác bằng phương pháp thủ công, trong khi ngành sản xuất trang sức ở Mỹ được tự động hóa hơn với những thiết bị chế tác hiện đại. Johnny Đặng đã nhanh chóng học được cách sử dụng những công cụ mới này và đã mở một cửa hàng riêng trong trung tâm thương mại. Năm 2002, bước ngoặt lớn đến với Johnny khi anh tình cờ gặp Power tại khu chợ trời ở Houghton và hợp tác làm ăn với rapper nổi tiếng này. Nhờ mối quan hệ sâu rộng trong làng, nhạc hip-hop rapper Power đã kết nối Johnny Đặng với những nghệ sĩ nổi tiếng khác khiến tên tuổi của ông bỗng chức nửa như côn. Năm 2006, ông cùng với Hua và rapper Neri hợp tác phát hành bài hát mang tên Greasy khiến cho sự nghiệp càng thăng hoa hơn. Đơn đặt hàng bay tới tấp đến Johnny và dĩ nhiên kèm theo đó là doanh thu tăng chóng mặt. Trong hơn 20 năm làm nghề kim hoàn, người thợ gốc Việt liên tục làm mới sản phẩm, tạo ra những bộ trang sức phụ kiện bọc da độc đáo mang nét riêng cho từng người khiến ông giữ được khách hàng lâu dài. Những siêu sao trong làng âm nhạc Mỹ là khách hàng trung thành của Johnny. Thậm chí báo chí Mỹ ca ngợi Johnny là ông vua kim hoàn. Chia sẻ về sự nghiệp của mình, ông cho biết với mọi công việc kinh doanh mang tới sự mới mẻ cho khách hàng luôn là điều quan trọng nhất. Bạn phải khiến họ muốn trở lại. Chẳng ai mua hai món đồ hệt nhau nếu bạn mua nhẫn trừ nhẫn đôi, chẳng ai muốn chúng y nhau và Grisic cũng vậy. Tôi đã thử nghiệm nhiều kiểu, một vài trong số này thành công. Tôi vẫn liên tục nghiên cứu thêm để thị biết thị trường cần gì, liên tục thử những điều mới và học hỏi thêm kỹ thuật cao, là điều khiến các đối thủ cạnh tranh không thể bắt trước tôi. Sony đặng là cha đẻ tạo ra Grizzly gây sốt thế giới hip hop. Loại trang sức đưa tên tuổi Johnny đặng trở thành ông vua hoàn kim chính là Grizzly món phụ kiện được đeo trên răng, làm bằng vàng, đính kim cương, đá quý giúp bảo vệ và mang lại tính thẩm mỹ cao. Cũng nhờ mối quan hệ thân thiết với Power đã móc nối cho ông hợp tác cùng rất nhiều tên tuổi trong làng hip hop tại Mỹ. Năm 2006, Johnny Đặng được cho là nguồn cảm hứng và từng xuất hiện trong bài hit của rapper Neri. Từ đây, trào lưu Degrisic bỗng gây sốt ở giới trẻ Mỹ và châu Âu, thúc đẩy Công việc kinh doanh trang sức của Johnny Đặng cũng lên như diều gặp gió, với doanh thu ngày càng chóng mặt, dẫu thân quen và làm rất nhiều sản phẩm cho giới, underground, rapper, nhưng Johnny Đặng thừa nhận chẳng biết gì về hip hop. Tại Việt Nam, cái tên Johnny Đặng được các rapper nhắc đến nhiều trong lời bài hát vì quá ngưỡng mộ đối với tài năng của ông. Hồ Ngọc Hà, Bin và Suboi là những người nổi tiếng tại Việt Nam từng đeo niềng răng kim cương theo trào lưu này, công việc kinh doanh của Johnny Đặng vô cùng thuận lợi. Trên trang cá nhân của mình, Johnny Đặng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh cùng loạt ngôi sao nổi tiếng khi họ đến. Cửa hàng rộng đến 1.400m2 và được ví như cung điện thu nhỏ. Bởi lẽ người nổi tiếng luôn có lịch trình bận rộn nên đơn hàng đã đặt vô cùng gấp rút. Ngoài Grizzik, những món đồ trang sức của Johnny Đặng cũng được yêu thích không kém. KDB từng mời ông tới nhà để thiết kế riêng cho con gái 8 tháng tuổi của mình một món quà ý nghĩa và không làm cho cô tàng thất vọng. Ông đã mang đến thành phẩm vô cùng đẹp mắt. Nam ca sĩ Tuấn Hưng và Pin cũng đã sở hữu bộ Grisic do chính Johnny Đặng thiết kế. Ngoài ra, Đặng từng xuất hiện trong nhiều MV của những ngôi xa nổi tiếng, hay ông từng được tham gia thiết kế cho bộ phim tầm cỡ. Báo Mỹ từng gọi Johnny Đặng là ông Hoàng Kim Cương. Khối tài sản khủng của Johnny Đặng Tính đến tháng 1 năm 2020, Ước tính khối tài sản khủng của Johnny Đặng là 27 triệu USD, khoảng 626 tỷ đồng. Ngoài ra, trong một video gần đây được YouTuber Khoa Bút phát hành trong chuyến đi thăm tư dinh của Johnny Đặng, ngoài cơ ngơi rộng lớn thì đàn siêu xe của ông cũng khiến nhiều người kinh ngạc. Trong video Khoa Bút giới thiệu, những loạt xe từ Bentel, Rolls-Royce đến cả Lamborghini, vàng trị giá hàng triệu đô, chiếc Lamborghini V12 được mua đời mới nhất có giá lên đến 4 triệu USD. Cuộc sống xa hoa giàu có của Johnny Đặng Với sự nghiệp thành công tên tuổi lẫy lừng, hiện Johnny Đặng đang có cuộc sống giàu có xa hoa cùng vợ con trên đất Mỹ. Được biết ông có tổng cộng hai người con, ai nữ đầu lòng có tên tiếng Anh là Gia Si Đặng, tên tiếng Việt là Đặng Giáng Tiên. Năm nay 15 tuổi, cậu em út 13 tuổi thường được bố mẹ gọi thân mật làm thương tiền. Bên cạnh thú vui siêu tầm, chế tác kim cương đá quý thì Johnny Đặng cũng rất đam mê siêu xe với ba chiếc đến từ thương hiệu Bentel, Rolls Royce, Lamborghini,